Hello mọi người, hiện tại đang là 2 giờ chiều rồi. Mình thì mới về từ trường. Giờ thì qua mua trà sữa ở cửa hàng Thái Lan. Cái cửa hàng hôm bữa mình quay cho mọi người coi đấy. Vợ mình thèm trà sữa nên là đây này, trà sữa này. Trà sữa người ta đóng hộp sẵn đó mọi người. Đây, trà sữa Thái Lan thôi. Trong thì uống thì uống cho bớt thèm mọi người. Ngon thì cũng ngon mấy. Xíu nữa là tầm 2 giờ rưỡi là vợ chồng mình sẽ đi đón anh xe tại nhà trẻ. Tại hồi sáng thì ba hôm nay đây là ngày thứ ba rồi, anh xe là đi nhà trẻ. Tại vợ mình thì đi học nên là không ai chăm nên là gửi anh xe là tại nhà trẻ. Anh xe trước khi đi nhà trẻ thì chính thức đi thì tuần trước mọi người. Tuần trước thì anh xe đi làm quen được 3 ngày. Làm quen 3 ngày xong rồi là bắt đầu từ tuần này, rồi thứ hai đi chính thức. Nhưng mà khóc quá trời mọi người. Kiểu nhớ bố mẹ. Là lạ đó. Gặp mấy cô bé là khóc à. Nhưng mà khóc chút xíu là mấy cô dỗ dành thì cũng hết khóc mọi người. Hôm nay đường khá là trơn mọi người, tại nhiệt độ lên và nhiệt độ xuống. Đây là đường kiểu tan hết tuyết mọi người, nhưng mà chưa tan hết đâu. Tại nhiệt độ thì cũng tầm 0 độ hoặc là âm 1 hoặc là 1-2 độ đó. Nếu mà nhiệt độ lên nữa là tuyết tan hết luôn. Cái này một phần là do xe chạy mọi người. Xe chạy thì ma sát nhiều nên là tuyết nó cũng tan bớt. Đây gần hoàng hôn rồi mọi người. Ở đây thì mùa này thì hoàng hôn tầm 3 giờ chiều mọi người. Còn đón bình minh thì là tầm 10 giờ sáng. Nhà trẻ này thì gần chỗ đi học nghề mọi người. Đây là trường học nghề bên phải mình đây. Cho mọi người chiêm ngưỡng hoàng hôn này. Đây tới chỗ nhà trẻ của anh xe rồi mọi người. Cái khu nhà này này. Còn nhà của mình đi coi hôm bữa là bên đó mọi người. Bên trái này này. Gần nhà trẻ luôn. Nhà trẻ này thì khá là lớn mọi người. Nhà trẻ này lớn hơn nhà trẻ gần nhà mình hiện tại. Bây giờ đi thôi. Đây là cổng thứ hai mọi người. Tại nhà trẻ này khá là nhiều đường ấy. Đây là khóa. Mời cũng biết nhiều cổng lắm. Chung là nhiều cổng lắm mọi người. Đây là khuôn viên cho trẻ em chơi này. Còn cái phía đối diện là công an mọi người, đồn công an. Anh xe thường hay chơi ở đây này. Nếu mà thời tiết mà bình thường á thì cô sẽ dẫn anh xe với mấy đứa nhỏ nữa qua đây chơi này. Nếu mà biết đi thì biết đứng thì chơi nhiều hơn. Còn anh xe thì chưa biết đi nên là trượt ván thôi. Đây mọi người, vừa mới đón anh xe từ cô của anh xe. Thấy ba mẹ là khóc mọi người. Kiểu khóc giận á. Không thấy thương nhiều. Thì qua nhà ông bà thôi mọi người. Qua nhà ông bà nấu cơm, nấu canh, ăn. Này con mang hay ly mua cá. Còn vợ chồng mình thì mua cái gì ngao hến mọi người, ngao như là ngao thì phải. Chồng mình thì mua ngao đây này. Đây người ta rải đá hết mọi người, tại ta sợ trơn á. Cái này là đá nhỏ xíu à, đi xe đạp hoặc là đi bộ nó trơn hơn. Kelly mua.
đây là canh lá mì mọi người. Canh lá mì nó với cà với cá nhìn rất là hấp dẫn nha. Cũng lâu rồi chưa ăn lá mì. Đây mọi người, đây là cá bác mua hồi nãy này. Cá này lớn lắm mọi người. Tính ra thì chiều dài của nó tầm 30 tầm 30-40 đó, 30-60 cm. Chỉ chiều dài còn bề ngang thì tầm 20 mọi người. Tại mình qua phim thế này nhìn thấy nhỏ thôi. Nó trong lò nướng. Thấy có cả ngao luôn mọi người. Đây mình ném thử mọi người. Quá đá luôn. Chua chua cay cay, ngon quá mẹ ơi. Đây mình thử ngao này mọi người. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của mình nhé. Hẹn mọi người nhiều video tiếp theo. Bye mọi người.